Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai của Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày thời tiết ẩm áp, nắng xuân tràn hòa, thì chiều và tối nay một đợt không khí lạnh đã xuất hiện ảnh hưởng đến bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến bắc trung bộ và trung trung bộ. Không khí lạnh khiến miền bắc rẻ đầm, miền trung nhiều nơi mưa lạnh. Thời tiết thay đổi như vậy thì mọi người nhớ lưu ý đến sức khỏe của người già và trẻ em, nhất là các bệnh về hô hấp cảm lạnh riêng Tây Nguyên và Nam Bộ trời nặng đẹp. Chúc quý vị và các bạn vui xuân đón Tết vui vẻ an toàn. Trên biển, vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió đông bắc cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 m bị động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa biển Đông, vùng biển phía tây khu vực Nam biển Đông bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 m, riêng khu vực giữa biển Đông 4 đến 6 m bị động mạnh. Bây giờ là dự báo thời tiết cả vùng trong cả nước. Khu vực Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, từ đêm có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ. Đêm gió chuyển hướng Đông Bắc và mạnh dần lên. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, từ đêm có mưa rải rác, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Bây giờ là phần dự báo thời tiết cả khu vực trong tỉnh. Khu vực đồng bằng ven biển, nhiều mây, có mưa rải rác, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ, trời rét, độ ẩm từ 92 đến 98%. Khu vực miền núi, nhiều mây có mưa rải rác, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ, trời rét, độ ẩm từ 94 đến 99%. Phần dự báo về nhiệt độ cả vùng trong tỉnh sẽ kết thúc bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Chúc quý vị và các bạn có ngày nghỉ Tết vui vẻ ấm áp bên người thân và gia đình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.